chào tất cả các bạn. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở clip tiếp theo. Với clip này là clip số 5 các bạn. Và clip này sẽ cho các bạn học được điều gì? Đó chính là chào hỏi thân thiện. Có nhiều bạn thì nghĩ chào hỏi thân thiện bình thường mà, đâu có gì đâu mà khó, đâu có gì đâu phải học. Bạn có suy nghĩ, bạn đang có cái suy nghĩ này khi nghe clip này của Trang không ạ? Có không ạ? Nếu có thì chia sẻ ha. Nhưng mà các bạn biết không, làm sao mà trong 3 giây 3 phút đầu tiên bạn tạo được cái thiện cảm với khách hàng của mình, và bạn làm sao cho khách hàng họ phải chú ý đến bạn và họ nghe cuộc điện thoại này của bạn, thì bạn đã thành công hết 50% rồi. 50% rồi ở câu chào các bạn. Câu chào, không biết là các bạn nghĩ như thế nào, và các bạn có thấy là cái việc này nó khó khăn hay không? Có nhiều bạn chào rất máy móc, có nhiều bạn chào như vậy nè, y như bảo hiểm vậy bạn, hay là y như ngân hàng á. Ví dụ như vậy, xin lỗi đây phải chị Trang không ạ? Chị Trang, em ở bên bảo hiểm Bechilife và em ngày hôm nay gọi đến chị bla bla bla. Cứ là nói một chàng luôn. Mình thật sự với các bạn luôn, mình không bao giờ có cảm xúc với những con người đó cả. Và nếu bạn nào mà chào họ khác thì tự nhiên mình có cảm xúc, mình nghe liền các bạn. Và đôi khi chưa chắc mình đã muốn mua bảo hiểm, nhưng khi mình nghe người tư vấn nó nói chuyện dễ thương, cái mình thương họ quá, cái mình sẽ mua. Cái này không biết là các bạn nào đã rơi vào tình trạng này chưa, nhưng Trang đã từng như vậy. Nhưng nếu mà các bạn nói là alo chị Trang hả, em ở bên Topica trung tâm tiếng Anh là đến cho chị, và em thấy là chị đã đăng ký rồi nhưng chị chưa đi học, không nói một tràng luôn bạn, không cho khách hàng nói gì hết, fail 100% là rớt xe các bạn. Và khi Trang nghe những cái người đó tư vấn Trang như vậy thì ngay lập tức Trang nói lần, em ơi em đừng nói nữa, em hãy nói làm sao cho người khác nói với, coi như nói một lèo luôn các bạn. Cho nên cái quan trọng nhất ở đây là gì? Cái quan trọng nhất là hãy suy nghĩ cho mình một câu chào thông minh. Một câu chào thông minh và một cái câu chào mà gây được cái ấn tượng cho khách hàng của mình. Làm sao 3 giây 3 phút đầu tiên ấn tượng qua câu chào. Ví dụ như bình thường các bạn ha, các bạn sẽ nói là Alo, em xin lỗi, là chị có phải là chị Trang không ạ? Đúng không các bạn? Nhưng bây giờ để mà gây sự chú ý đầu tiên các bạn hãy nhấn cái từ alo. Alo, các bạn nói alo, nó khác liền các bạn. Alo, em xin lỗi, là đây có phải là chị Trang không ạ? Khác liền các bạn, đúng không ạ? Đó là cái ấn tượng đầu tiên. Nhưng mà từ xưa đến nay á, nếu mà ứng dụng trong hoàn toàn các bạn ha, trong telesale cho online, thì Trang có một câu chào mà câu chào này chưa bao giờ Trang thay đổi cả. Và vì sao câu chào này bị Trang mất một clip để mà Trang chia sẻ các bạn? Bởi vì như vậy đó các bạn, thường khi khách hàng họ để lại thông tin họ mua hàng thì bạn hay nói là dạ chị Trang phải không ạ? Em là tên là Phương, em là chuyên viên tư vấn ở dòng sản phẩm này ở bên công ty này. Khách hàng sẽ không nhớ các bạn. Các bạn biết không? Các bạn lấy cái điện thoại của mình ra các bạn ha. Và các bạn hãy mở cái new feed của mình ra các bạn ha. Các bạn hãy mở cái Facebook của bạn ra, bạn mở cái new feed của mình ra, bạn lướt và bạn thấy biết bao nhiêu là quảng cáo các bạn. Cả đống cả tỷ quảng cáo trên này. Mà bạn chào một câu chào rằng chào, bạn chào một câu chào rằng là dạ em chào chị Trang, em tên là Phương, em là chuyên viên tư vấn của công ty ABCDZ, xin phép chị ít phút để mà em tư vấn chị về sản phẩm ABCDZ. Thì họ sẽ không nghe. Họ không nghe và họ mất cảm xúc với bạn luôn bạn. Các bạn biết không, 3 giây 3 phút đầu tiên cực kỳ quan trọng. Khi cuộc này các bạn phải viết xuống 3 giây 3 phút đầu tiên. Vậy thì các bạn biết không, Khi mà các bạn lật new feed này nè, thì họ sẽ để bất kỳ số điện thoại nào, và đôi khi họ để số điện thoại lại họ cũng không nhớ luôn bạn. Họ không nhớ luôn. Vậy thì cái câu chào thông minh là câu chào gì? Cái câu chào đó hãy thể hiện một điều rằng đến cái vấn đề mà họ đang quan tâm. Ví dụ như bây giờ là họ đang quan tâm làm trắng da, thì câu chào là gì? Dạ chị ơi, chị ở Facebook. Đầu tiên đúng không bạn? Mình sẽ nói là alo, dạ chị ơi, chị là ở Facebook Nhân Đặng đúng không ạ? Dạ, chị ơi, em thấy chị có để cái số điện thoại lại để mà hỏi về sản phẩm làm trắng da cao cấp của Mỹ, của Nhật, của Hàn, đó tùy sản phẩm của bạn. Thì khi mà bạn hỏi như vậy thì nó thể hiện một điều gì các bạn biết không ạ? Thì một điều rằng bạn đang dành sự chủ động với khách hàng của bạn. Các bạn biết không, có một học viên mà họ nói với mình như thế này nè, đúng là không nghe lời chị Trang thì không sale được. Đó là sự thật các bạn. Học viên nó tên là Trung Yến. Bạn nói với bạn chia sẻ mà em phải công nhận là không nghe lời chị không sale được. Và em chào hỏi tâm lắm đó chị, em chào hỏi theo cảm xúc của em và em không có sale được. Và sau đó khi mà chị bắt em viết lại cái quy trình sale, em quay lại và em chào hỏi đúng cái câu chào hỏi của chị thì em ra đơn.
Cho nên các bạn biết không, thật ra những gì mình chia sẻ với các bạn hoàn toàn là kinh nghiệm thực chiến, không có một cái gì của mình là lý thuyết cả. Vậy thì hãy nhớ câu chào thế này nè bạn, để dành sự chủ động, để dành được cái thế thượng phong, và để dành được rằng là mình là chủ của cuộc chơi này, thì bạn cần phải cho Trang biết, phải nói được rằng là và cái vấn đề mà các bạn đang quan tâm á, họ đang quan tâm nâng cơ, họ đang quan tâm trắng da, họ đang quan tâm xóa nhăn, thì hãy chào với họ là gì? Alo, dạ chị ơi, chị ở Facebook Nhân Đằng đúng không ạ? Em thấy chị có để lại cái số điện thoại để hỏi về cái dòng nâng cơ xóa nhăn cao cấp của Mỹ đúng không chị? À, bên kia họ kêu ừ đúng rồi em, cái sản phẩm đấy như thế nào? Họ sẽ phản ứng các bạn ngay lập tức, bởi vì họ nhớ, họ sẽ không nhớ được tên công ty, họ sẽ không nhớ được bạn là ai, họ sẽ không nhớ được họ để số điện thoại ở đâu, nhưng họ sẽ nhớ được cái vấn đề mà họ đang quan tâm. Bạn phải nhớ cái này cho Trang, họ luôn nhớ vấn đề họ đang quan tâm, cho nên hãy chào với một câu chào mà họ đang quan tâm tới cái đó, thì các bạn bắt đầu sẽ thu hút được họ và họ sẽ bắt đầu lắng nghe bạn nói. Cho nên là câu chào rất quan trọng. Và lúc này khi bạn chào câu chào này xong rồi, bạn hãy giới thiệu về mình. Nếu mà có những cái trường hợp có những trường hợp tên Facebook đặc biệt quá, tên Facebook đặc biệt quá là sao? Mình xin lỗi ha, có một Facebook như vậy nè, và mình đã từng gặp rồi, Facebook tên là Con Cu, lúc mà mình bán kem răng, và mình chào chứ dạ xin lỗi, anh có phải ở Facebook Con Cu không ạ? Bên kia họ không có cười các bạn, bên này thì mình cười, bên kia không cười, bởi vì sao? Họ xài Facebook đó mấy năm rồi, họ quen với cái nickname đó rồi, họ thấy bình thường. Nhưng mà khi mà mình nói tới thì mình buồn cười, nhưng mình phải nén cái tiếng cười mình lại, và mình nói chuyện rất là nghiêm túc, bởi vì mình phải tôn trọng cái nickname đó của họ các bạn. Cho nên là xong họ nói, xong rồi mình kêu dạ anh ơi em xin lỗi, anh tên gì để cho em tiện xưng hô. Khi họ nói tên xong rồi bắt đầu mình nói tiếp, em thấy anh có để lại cái số điện thoại để mà quan tâm đến, em thấy anh có để lại cái số điện thoại muốn mua kem đánh răng cao cấp của Mỹ đúng không anh? À xong ổng kêu ờ đúng rồi em, cái kem nó như thế nào đó đi hả? Thành ra là sao các bạn, nếu Facebook họ có tên họ rõ ràng, ok vô tên luôn. Nhưng nếu cái Facebook đó của họ là một cái nickname nào đó, vậy thì chào nickname xong hỏi tên của họ, xong đọc khẳng định lại một lần nữa, dạ anh chị có để số điện thoại để mà hỏi về sản phẩm nâng cơ xóa nhăn cao cấp của Mỹ đúng không ạ? Thì lúc này họ sẽ bị thu hút vì bạn. Nhưng đặc biệt hơn, hãy nhớ chào bằng một cái câu, đừng có nói alo, alo không có gây sự chú ý đâu các bạn, nhưng mà alo khác liền. Các bạn thấy sang không? Các bạn thấy giống như mà mấy giáo viên dạy tiếng Anh không? Khác liền. Và cái giọng nói đó sẽ thu hút người ta liền. Trong sale á, cái ngữ điệu rất là quan trọng, rất quan trọng các bạn. Nhưng mà một lúc nào đó có thời gian Trang sẽ làm các clip để chia sẻ về ngữ điệu của các bạn ha. Cho nên là hãy chú trọng về cái câu nói này. Vậy thì nguyên văn của Trang nè, các bạn nghe lại ha. Alo, dạ xin lỗi chị ơi, chị có phải ở Facebook Nhân Đặng không ạ? Dạ chị ơi, chị tên là chị Nhân đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Chị ơi em thấy chị có để là số điện thoại để hỏi về dòng sản phẩm nâng cơ xóa nhăn cao cấp của Mỹ đúng không ạ? Vậy là xong các bạn. Rồi sau đó họ ừ đúng rồi, rồi mình mới giới thiệu tên mình. Dạ em tên là Trang, em là chuyên viên tư vấn. Đó, chỉ đơn giản vậy thôi. Và vậy thì cái bài tập của ngày hôm nay là gì? Bạn hãy thực hành câu chào này. Ok bạn ha, hãy thực hành câu chào này cho Trang, thực hành cho nhuần nhuyễn thì thôi. Và bạn đã thực hành nhuần nhuyễn rồi, hãy ghi âm và gửi lại cho Trang. Nếu mà nhuần nhuyễn rồi thì sẽ được nhận clip tiếp theo. Ok, xin cảm ơn các bạn và xin chào các bạn. Để hãy làm bài tập để tiếp tục nhận bài học tiếp theo, bài học số 6. Ok các bạn ha, xin chào mọi người.